Cỏ gà. 1. Tên khác. Tên thường dùng: cỏ gà, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda ở Mỹ, cỏ dương. Họ khoa học thuộc họ lúa Poaceae. 2. Cây cỏ gà. Mô tả: cỏ gà là cây thuốc nam quý, cỏ sống dai nhờ thân rễ ngắn, thân rễ bò dài ở gốc, thẳng đứng ở ngọn, cứng, có từ 8 đến 40 cọng, có khi cao tới 90cm. Cỏ gà bò chằng chịt vào nhau thành thảm cỏ dài đặc, lá phẳng hình dài hẹp, nhọn đầu, màu vàng lục, mềm, nhẵn, hạt có lông, mép hơi rát. Lá có thể thay đổi màu sắc từ xanh đậm sang xanh nhạt, trắng khi thời tiết biến đổi. Cụm hoa thường dài từ 3 đến 6cm, gồm từ 3 đến 7 bông con, hiếm gặp hơn là 2 bông, dài khoảng 2 đến 3mm, sắp thành hình ngón, đơn, mảnh. Các ngón hoa thường tạo thành một vòng, nhưng cá biệt có thể thành hai vòng với 10 cụm hoa. Quả thóc hình thoi, thường dẹt, không có rãnh. Bộ phận dùng: thân, rễ, hạt toàn cây. Nơi sống và thu hái: cây phổ biến khắp thế giới. Ở nước ta, cây mọc hoang khắp nơi, thường gặp nơi ẩm thấp, trong các vườn hay các triền đê. Thu hái và chế biến: đào cây, cắt lấy thân rễ, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Thành phần hóa học: thân rễ cỏ gà chứa một chất kết tinh sinodin, có thể là asparagin, còn có tinh bột, đường, các muối kali. Trong lá có vitamin C, 64mg trên 100g lá tươi. Tác dụng dược lý: cỏ gà, cỏ chỉ có tác dụng chữa đau ngực, làm bớt đau, chất làm xe thất, cầm máu, nhượng trường. Vị thuốc cỏ gà. Tính vị, tác dụng: cỏ gà có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, giải độc, lọc máu, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm. Công dụng: chỉ định và phối hợp các bệnh nhiễm trùng và sốt rét, các trường hợp rối loạn tiết niệu, viêm thận và bàng quang, vàng da, sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, thấp khớp, thống phong, phụ nữ kinh nguyệt không đều, trẻ em sốt cao, tiểu ít hay bí đái, viêm mô tế bào, rắn cắn. Liều dùng: dùng toàn cây hay thân rễ sắc uống, lấy 20g cho vào 1 lít nước sắc kỹ, ngày uống 2 chén, liên tục trong 3 đến 4 ngày. Nếu hạm uống, dùng 20g rễ hãm 1 phút trong 1 lít nước đun sôi, loại bỏ nước này, bóc vỏ thân rễ đi rồi lại cho vào 1 lít nước khác, đun sôi trong 10 phút. Có thể thêm 1 nắm cam thảo, 1 nắm bạc hà, 1 quả chanh. Mỗi ngày uống 2 chén, có thể dùng dịch tươi. Để bị rắn cắn, dùng thân rễ nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào chỗ bị cắn. 4. Ứng dụng lâm sàng của cỏ gà. Thuốc lợi tiểu: cỏ chỉ 20g, sắc trong 1000ml, chia nước này uống nhiều lần trong ngày, có thể nấu thành dạng cao lỏng, pha trong nước với tỷ lệ 20%, tức 20g trong 1000ml nước. Hỗ trợ chữa bệnh trĩ: hàng ngày lấy cỏ chỉ rửa sạch, ép lấy nước có uống, ngày 2 lần, mỗi lần 12ml. Chữa tiểu đường, đái tháo đường: dùng cỏ gà 50g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. Chữa sỏi tiết niệu: dùng cỏ gà 30-50g, sắc nước uống thay trà trong ngày. Có thể phối hợp thêm với thòng bông, hay còn gọi là bồng bông, kim tiền thảo, sa tiền thảo, hay còn gọi là mã đề, mỗi vị 10g cùng sắc uống. Chữa cảm nóng, dễ chảy, nôn mửa: dùng cỏ gà 50-60g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. 5. Tham khảo: một số nghiên cứu về cây cỏ gà: chống bệnh tiểu đường, hạ mỡ trong máu. Nghiên cứu trích xuất trên cây cỏ chỉ trên đình đã khử chất béo trên chuột bị bệnh tiểu đường gây ra bởi streptozotocin, cho thấy một tiềm năng mạnh chống bệnh tiểu đường và một chiều hướng tốt cho giảm chất béo trong máu.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá gan người phụ nữ nhào nát vì uống bột nghệ vô tậu vạ suốt 8 tháng. Uống nghệ phải biết những điều này. Một người phụ nữ 71 tuổi giấu tên ở bang Arizona, Mỹ, sau khi tìm hiểu trên mạng, biết được nghệ mang lại rất nhiều lợi ích, trong đó có ngăn ngừa đột quỵ. Vì vậy, bà đã thường xuyên ăn nghệ. Ngoài ra, bà còn uống tới 20 loại thuốc bổ khác nhau. Sau 8 tháng sử dụng bột nghệ, khi tham gia khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ nhận thấy bà có lượng men gan cao bất thường. Các xét nghiệm khác cho thấy người phụ nữ này mắc bệnh viêm gan tự miễn, tức là hệ miễn dịch của cơ thể tấn công gan, gây viêm và tổn thương gan trầm trọng. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm gan là do sử dụng tới 20 loại thuốc bổ bà uống mỗi ngày. Tuy nhiên, bà đã uống theo các liều thuốc này trong 2 năm qua và không bị tác dụng phụ nào. Mãi cho tới 3 tháng sau đó, bà tình cờ đọc được một bài viết nói rằng ăn nhiều bột nghệ có thể hại gan và liên tưởng đến căn bệnh của mình. Đến lúc này, bà mới nói với bác sĩ về thói quen sử dụng bột nghệ. Cuối cùng, sự nghi ngờ của bà đã đúng khi bà ngừng sử dụng bột nghệ và chỉ số men gan có dấu hiệu giảm nhanh chóng. Hơn một năm sau, chức năng gan của người phụ nữ đã hồi phục bình thường mà không cần phải điều trị. Uống bột nghệ coi chừng viêm gan. Theo các nhà khoa học, nghệ nói chung được xem là an toàn khi uống hoặc đắp lên da, nhưng sử dụng lâu dài hoặc với liều cao có thể dẫn đến những vấn đề về tiêu hóa gan và thận. Cũng từ trường hợp nói trên, các bác sĩ cũng xem xét dữ liệu từ 35 nghiên cứu khác và phát hiện một nửa số người dùng viên nghệ bị giảm chức năng gan. Trước đó, trong nghiên cứu của PMG, các tác giả đã phân tích dữ liệu của 526 bệnh nhân, tất cả đều uống ít nhất một tháng tinh nghệ, và họ thấy rằng 5% số đối tượng trong các nghiên cứu này phát triển những vấn đề về gan, bao gồm men gan và bilirubin bất thường. Theo nhà khoa học lý giải, nguyên nhân có thể là do curcumin, chất có chủ yếu trong nghệ, khi ở liều cao sẽ kích thích tuyến thận và gan bài tiết cortisol, một chất có kháng viêm cao. Nếu sử dụng quá nhiều nghệ, khả năng kháng viêm tự nhiên của cơ thể sẽ giảm đi, kéo theo men gan suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, bên đông y cũng khuyến cáo, nếu lạm dụng nghệ trong thời gian dài, người bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ như làm chậm quá trình đông máu, tăng nguy cơ chảy máu. Một số lưu ý khi dùng nghệ: không dùng tinh bột nghệ với thuốc tây cùng lúc để đề phòng trường hợp ảnh hưởng đến máu. Nữ giới bị rong kinh kéo dài không nên sử dụng tinh bột nghệ vì tinh bột nghệ có tác dụng khai thông khí huyết. Vì vậy, chỉ có tác dụng chữa tích huyết, bế kinh chứ không thể chữa rong kinh. Những người bị bệnh về dạ dày, đường ruột nên uống tinh bột nghệ đen. Tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc trước bữa ăn. Chất curcumin mặc dù được biết đến với khả năng giảm viêm, chống oxy hóa, nhưng nếu sử dụng quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng phụ là buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn chuyển hóa sắt, chặn protein hepcidin, gây ra thiếu sắt ở bệnh nhân mãn cảm. Không nên xem nghệ là thần dược vì nó chỉ có tác dụng khi sử dụng vừa phải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Hoàn toàn không cần dùng đến xạ trị, ung thư giai đoạn cuối cũng được chữa khỏi hoàn toàn từ hai nguyên liệu trong vườn nhà này. Lá xả và đu đủ là hai loại lá thân thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết công dụng chữa trị ung thư của hai loại lá này kết hợp với nhau đâu nhé. Cùng đọc và tham khảo câu chuyện có thật về chữa trị ung thư giai đoạn cuối dưới đây nhé. Cách đây hơn 2 năm, anh em VHV trường Võ Bị, Đà Lạt nhận được hai tin không vui về cựu giáo sư anh Phùng Văn Bộ và Việt Kiều Canada đang gặp phải.
Sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada, anh đã nằm viện mấy tháng. Khối u gan trên 4cm đã được sử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập các mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với hiện trạng sức khỏe, anh khó vượt qua nổi 6 tháng. Trước năm 2009, anh Phùng Văn Bộ từng bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Bệnh viện đề nghị giải phẫu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh đái rất vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan, vừa tiền liệt tuyến, cả hai đều là ung thư nguyên phát. Vừa được y khoa tiến triển của Tây y báo tử, do anh không đủ sức chịu nổi, xạ trị và cắt ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu và hiểu rõ y lý Đông Phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thượng đạo sinh tử lẽ thường, anh trở về Việt Nam, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, dù mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc. Anh Phạm Kế Viêm, một giáo sư toán nổi tiếng, người suốt đời nghiên cứu tử vi và bạn VHV Đà Lạt với anh Bộ, gửi thư động viên anh giữa năm 2011. Cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở Việt Nam của anh biết đâu là của đi thay người, gắn cho anh một cái bệnh nan y này. Nếu anh qua được năm này, tôi tin anh sẽ còn thọ, sẽ tốt. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi. Còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đoạn cuối, tóc rụng, chân rung, đi một bước có người dìu đỡ, đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2013, hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình. Một ông già 80 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp, bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một trung niên hán tử. 2 năm qua, anh đã chữa trị ung thư bằng cách nào mà mới ngày nào tôi gặp anh? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không qua được 6 tháng, tôi hỏi. Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử, mình về quê hương còn nước còn tát, mình chỉ kiên trì một thứ thuốc, đó là nước trà lá đu đủ với xả, uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy, mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người, giúp ai được thì mừng nấy các bạn ạ. Anh Bộ nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau. Ung thư gan, nội tạng, phổi đều sử dụng trà đu đủ và xả chữa trị được. Nhưng cũng tùy tặng người, có người chữa dứt, có người được giai đoạn đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đu đủ và xả trong 2 năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hoàn toàn hết sạch, bướu trong gan cũng như hết xương tuyến tiền liệt. Tôi chỉ vẽ nhiều người ở dưới quê, kết quả rất tốt, nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bào tử, siêu vi B, siêu vi C. Nó là loại trà giải độc, lọc máu số 1. Không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau. Lá đu đủ sắc tươi phơi khô, xả củ sắc mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn. Nếu như nấu nước chè, bỏ vào nhai để nguội uống suốt ngày. Tỷ lệ khoảng 9 phần đu đủ và chỉ cần khoảng 1 phần 10 xả để làm mùi nước thơm, dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu khoảng 2 tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt, tôi không tin vào mắt mình rằng đây là một người trước đây hơn một năm. Tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày, tôi vừa nhận được tin bạn tôi Lê Thiệp ở Mỹ cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư giai đoạn cuối. Trong phát biểu trước thân hữu tại lễ kỷ niệm 10 năm tủ sách tiếng quê hương, bạn ấy cho biết thi sĩ Yên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thoát tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới. Nhưng theo anh Phùng Văn Bộ, khó nhất và cần nhất là kiên trì,
kiên trì uống, đơn giản chỉ có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn Khắc Nhượng cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả, khoe với tôi và anh Diệp. Tôi nói các bạn chia vui, khoảng ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoảng sức sống thì nay mình đã hơn 80, mà lạ quá, mình cũng còn rạo rực lắm lắm mấy bạn ạ. À. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chẳng thể gây ung thư đâu. Dưa muối mới thực sự là thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết tới. Cứ đồn thổi là ăn dưa muối gây ung thư, giờ thì hết nói rồi nhé. Dưa muối được tạo ra như thế nào? Ngâm muối được sử dụng cách đây hàng ngàn năm để bảo quản các thực phẩm ngoài mùa sinh trưởng của chúng. Hầu hết chúng được bảo quản bằng muối, gia vị và giấm. Trong khi dưa chuột ngâm muối có thể là loại phổ biến nhất thực phẩm ngâm ở Bắc Mỹ, thì trên thế giới, tất cả các loại trái cây và rau quả và thậm chí cả các loại thịt đều có thể được ngâm. Chống lại ung thư lết. Nghiên cứu gần đây cho thấy dưa chua của Nhật Bản lợi ích cho sức khỏe và khả năng chống lại một số loại ung thư. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy chế phẩm sinh học trong dưa chua truyền thống của Nhật Bản đã được tìm thấy để chống lại tế bào ung thư lá lách ở chuột. Phát hiện này có thể dẫn đến điều trị ung thư lá lách của con người trong tương lai. Tốt cho đường ruột. Thực phẩm lên men có hàm lượng cao probiotic và các vi khuẩn có lợi giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và giải quyết các vấn đề về đường ruột. Nhiều người bị hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn, một dạng bệnh về viêm ruột, rối loạn tiêu hóa và một số bệnh có liên quan có thể cải thiện tình hình nhờ tiêu thụ các sản phẩm lên men như sữa chua và kefir thường xuyên. Nếu thường xuyên bị táo bón, bạn có thể bổ sung các thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống. Chứa rất nhiều các lợi khuẩn probiotic. Ngâm muối là một hình thức của quá trình lên men. Khi các loại rau và trái cây lên men, vi khuẩn có lợi giúp phá vỡ cellulose khó tiêu hóa trong thực phẩm, cũng như một số các đường tự nhiên. Đây là lý do tại sao một số người không dung nạp lactose có thể ăn sữa chua. Những lợi khuẩn giúp giữ cho thực phẩm lên men ít có khả năng bị hư hỏng và làm tăng vi khuẩn tốt cho đường ruột của bạn khi ăn. Dưa chua có thể tăng cường các lợi khuẩn của bất kỳ bữa ăn nào của bạn. Thêm các enzyme sống. Enzyme là một dạng protein thiết yếu trong cơ thể, giúp hỗ trợ các phản ứng hóa học và sinh học. Thực phẩm lên men như kim chi cực giàu enzyme, chúng giúp tăng cường tiêu hóa, bạn sẽ cảm thấy bớt khó chịu, cồng kềnh sau khi ăn. Cải thiện não bộ. Ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy có một dạ dày khỏe mạnh, hệ tiêu hóa năng suất sẽ giúp bạn có tinh thần minh mẫn và cải thiện mức độ tập trung vào công việc. Hãy ăn điều độ. Ăn điều độ được hiểu như dưa muối, từ dưa chuột, kim chi, dưa cải, dưa củ cải, v.v. nên được dùng như một món ăn bổ trợ trong bữa ăn, giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn và sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.